Vâng, lại chào toàn thể các bác. Và hôm nay trong một đoạn video ngắn này, em xin nói về cái thùng nuôi ong lội của bên em. Thì bên em chuyên sản xuất thùng nuôi ong lội. Cái thùng này nó có chiều dài, chiều rộng, chiều cao là 42, 30 và 26 các bác nhé. Thùng tiêu chuẩn. Thì bề mặt thùng là hoàn toàn bằng ván liền các bác này. Hoàn toàn bằng ván liền các bác nhé. Chắc chắn và đẹp. Và cái lô thùng này của bên em là bằng gỗ gáo các bác ạ. Cho nên là rất là chắc chắn và đẹp. Thì nhằm phục vụ sắp tới cái vụ chia đàn của các bác, thì bên cơ sở em rất chi là nhiều. Và em sẽ mở cái thùng ra cho các bác xem. Đây là cái bề mặt thùng các bác nhé. Đây. Và đây là trong lòng. Đây là trong lòng thùng nha các bác nhé. Đi cùng cái thùng ong thì nó có một tấm ván liền. À, tấm ván ngăn. Đây này các bác này. Tấm ván ngăn. Quá chắc chắn rồi không các bác? Những cái thành thùng này là hoàn toàn bằng ván liền đấy các bác nhé. Đây ván liền. Rất chìa chắc chắn và đẹp. Cửa ra vào đây. Cửa ra vào đây các bác này. Đấy, cái chỗ này là các bác để máng ăn đây. Để máng ăn ở bên trong đây. Khi mà bên em gửi cái thùng ong này cho các bác thì bên em chỉ để cái cửa ra vào như thế này thôi các bác nhé. Về tùy thuộc các bác đục lỗ ra vào to hay nhỏ cho con ong nó ra vào. Thì đây ở chỗ này đã xẻ được hai đường như thế này đây. Giới thiệu chi tiết cho các bác mà mới nuôi. Thì cái thùng ong lội này là nuôi được tối nhiều là 6 cầu nha các bác nhé. Cầu thì bên em cung cấp cả cầu. Nếu mà các bác mà mua thùng thì tiện mà muốn mua cầu, em sẽ xếp cầu ở đây luôn cho các bác. Đây là cầu bên em. Cầu bằng gỗ xoan các bác nhé. Đây là cầu. Thì bên em cung cấp tất cả các loại về vật tư con ong lội. Các bác mà cần những cái sản phẩm như này cứ alo trực tiếp lên số điện thoại của em để bên dưới tiêu đề. Em sẽ tư vấn các bác tất cả các mặt hàng về con ong lội của bên em. Đây là chân tầng các bác nhé. Chân tầng lúc nào cũng là loại đẹp nhất luôn. Đây này các bác này, chân tầng đây. Thì cũng như những cái video trước là em đã cũng giới thiệu rất nhiều về cái chân tầng bên em tới các bác rồi. Hàng rất chi là đẹp. Đây là thùng. Khi mà em đóng hàng gửi cho các bác là tình trạng nó như thế này các bác nhé. Đấy, chuẩn như thế này luôn. Các bác mà quan tâm tới tất cả những cái sản phẩm của bên em, các bác nhớ ấn vào nút đỏ và ấn vào chuông. Khi mà ấn vào chuông là những cái thông báo của bên em gửi tới các bác những cái sản phẩm tốt nhất các bác sẽ nhận được và để tham khảo. Rất chi là chắc chắn mà đẹp. Cái thùng ong đây các bác nhé. Các bác gọi điện trực tiếp đến số điện thoại nhé, hoặc là cập tin nhắn tin dưới cái video này, em để tư vấn các bác. Số lượng thì rất chi là nhiều. Em chỉ quay một cái này để cho các bác cùng tham khảo thôi. Vâng, thì em xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bác đã xem cái video của em.